Đáp Đáp là là gì gì ta? ta? Em hát Em hát danh danh bài bài Lý Lý Chim Chim Quyên Quyên nha. nha. Bài này Bài quen này quen quen nè. Rồi. Sao anh nhân hùng sẽ là Ngôn Đam ha? Ngôn Đam còn đó không? Còn đó thì bình luận lên, còn không thì sẽ mời Đức Tiến nha. Đang là Đức Tiết ha. Chim xa rừng còn nhớ cây thương, cõi người xa người đêm đợi ngày trong tôi mình duyên phận lòng đông thương nhau ngần ấy mà không được chung. Vỗ tay cả nhà ơi, vỗ tay cho anh Văn Hùng cao nha. Cảm ơn tình thị nha. Cảm ơn cả nhà mình nha. Cả nhà mình đang nghe giọng hát của anh Văn Hùng Cao, người anh hùng họ. Tay chân nghe lời anh than thở, đêm nằm ngậm nghĩ mà đổ mắt đường tơ. Cuộc sống mình đợi mình chờ, cô có nít không? Hôm bữa nhớ hát với cô mà quên nít rồi. Thôi cô bình định kênh lên nha. Có khuya quá hồn bên đó rồi. Chim ơi
Ok. Có ghi nick của cô bò rồi nha. Lê Mến, Mến chưa, chưa mình chưa có thấy nick của Lê Mến ha. Lê Mến ơi, có phải Lê Mến Mớm không? Phải em không vậy? Cái gì mà tét nắp em sao mà bằng đức tiết được. Giọng ca Hà Nội. Rồi Ngôn Đam nha. Theo thể yêu cầu sẽ là bài Cô gái miệt vườn, nhưng mà không biết mình biết hát không. Chưa hát lần nào hết hả? Đây, cô gái miệt vườn. Mình có hát lên bờ xuống ruộng thông cảm nha. Bài này chắc hình như chưa hát lần nào quá. Tập luôn. Ý trời ơi, mới đây mà 2 giờ sáng rồi. Đi từ lúc sáng bẩn tới giờ chắc chết quá. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Đi đâu mới về đó. Anh đi mà mừng cái gì? Mừng ăn. Mừng ăn cái gì? Từ lúc mặt trời mọc mọc bây giờ mặt trời mọc sắp mọc lần nữa mới về. Thì anh đi mừng ăn xong rồi ghé vô anh uống
Uống cái gì? Uống cái gì? Uống cà phê. Anh nghe tôi hỏi nè. Anh đi cà phê sao đâu nó mới ôm mò về? Sao không ngồi luôn? Anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Nó bậy vậy. Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Đi tới giờ này mà biểu tôi không ghen hả? Trời ơi, anh nói thiệt á. Anh đi uống cà phê rồi. Rồi sao? Rồi cũng quên luôn ở quán á. Trời ơi, hiển cái tình à. Anh nhờ chú Tư mai mối mặn ăn tập tành buôn bán thử nên anh mới dông rủi đường xa từ sang tới bay giờ. Xạo quá, tôi không có tên anh. Thôi đi, chứ không phải anh ăn buôn bán học xong rồi ngủ vô quán đèn mờ. Bậy bạ không à, anh chỉ tắt vô quán uống một ly cà phê à, ngồi đọc báo, uống thêm mấy tách trà rồi khảo chuyện với anh em. Uống bao nhiêu ly trà, cà phê đen, người ta uống người ta tin ta ra, còn anh buồn ngủ bao giờ. Chắc tại tay co má đầu hè và trăng sáng nên ta lên bờ sông ruộng mà thấy chưa? Quên ai ngờ trời sắp sáng. Còn khuya à nha. Trời đất ơi, tin anh đi mà, anh thề đi. Anh mà có nói ra cho bà. Thôi đi. Ba cái vụ thề thốt này tôi nghe hoài rồi, tôi không còn tin anh nữa đâu. Trời đất ơi, anh không biết nói sao cho em tin nữa thiệt à. Thôi đi anh, đi sớm về khuya bắt mình tôi chờ cửa. Gà gái canh tư tôi khóc giữa đêm trường. Thôi đi mà, đừng có khóc nữa bà xã. Anh đi uống cà phê ở túc miệt vườn thì có ai đâu mà ôm dây á. Giả lại ly cà phê có 5,000 à, quán cốc bình dân. Quán cốc mà có niệm có chăng nè, anh đã ngủ quên bao nhiêu lần ở đó rồi mà. Trời đất ơi, khổ cho cái thân tôi quá vậy nè trời. Nhớ, anh nhớ em mà. Nhớ nghe. Uống cà phê hả? Uống cà phê hay là mê mấy cô à? Mắt xanh môi đỏ, khóc qua vàng qua tí. Trời ơi, quan tranh quá đi. Cười có cà phê đâu mà chơi mấy chỗ đó. Anh chỉ uống cà phê quán cốc mà. Nói ra làm sao em tin giùm anh, chú từ nhà bệnh cho theo bằng ngàn. Làm gì ai tin anh đi mà mang đầu hôn tấm giờ. Ai tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em xa đi cà phê. Lo tháng hồi anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống to tiền anh không ra ngoài cơi, có công ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đi cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Giờ đây anh lo tháng mòi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Xạo quá, xạo. Giờ đây anh lo tháng mòi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh nói anh đi lo kéo cài ở nhà với em hả? Anh thề đó. Mà em hết giận anh chưa? Muốn em hết giận anh thì bây giờ anh phải hứa với em một chuyện. Trời, hứa gì nữa đây bà xã? Anh phải hứa với em là không bao giờ đi nữa. Không được ghé vô mấy quán cà phê có đèn treo trước ngõ, có mấy cô gái dài chân mắt đỏ môi.
giờ đi vào mấy chỗ đó nữa. Anh chỉ uống cà phê miệt vườn, ý không phải cà phê miệt vườn. Trời ơi mấy con thề suốt ngày nè, em đâu phải là trẻ thơ mà giỏi tương lai. Bây giờ kia nghe tôi hỏi nè, anh theo yêu thương mang mừng ăn thử, chưa biết ra sao mà cứ đi uống cà phê hoài. Trời ơi, đã bao giờ đi uống cà phê lắm rồi đó nha, phải vô đó thì mình mới bàn chuyện mà ăn được. Thôi, không có được, giờ sao? Anh muốn đi cà phê phải không? Tôi mua phim về cho pha cho anh uống được không? Mấy cái quán quán nữa à. Rồi, xong luôn. Thôi được rồi. Mày mua cà phê em sẽ pha. Đúng rồi. Và nhớ cho anh thêm ly trà đá. Nhớ ghen, không có. Đi đêm là cả khắp nơi. Ừ, yên tâm, có em bên anh rồi. Anh ơi anh chớ có lỗi thôi, cà phê hàng quán em sẽ pha cà phê uống tới ngán cho anh chưa. Trời đất quỷ thần ơi, uống cà phê mà cho tới ngán. Thôi thôi, cho anh xin đi. Anh hứa từ bây giờ không có đi vào quán cà phê đó nữa đâu. Ừ được đó, bây giờ em nói anh nghe nha. Nói gì đó? Vô trong rửa mặt cà phê anh uống liền. Trời đất, có cà phê uống xong rồi làm đẹp luôn chị hả? Thôi thôi thôi, anh uống từ sáng tới giờ anh sợ lắm rồi. Ừ, cho anh uống chất này là cho anh ngán luôn, khỏi đi đâu nữa. Tôi pha mà không uống là chết với tôi đó nha. Trời ơi, bữa nay con vợ tôi nó hung dữ gì nè trời. Tiêu rồi. Phải hung dữ vậy mới được chứ. Chứ để mấy ông lộng hành hả? Rồi, cảm ơn nha, một bài ca rất là dí dỏm, rất là vui ha. Bài này mình mới hát lần đầu tiên á. Để mình sẽ vô tập hát lại cái nhạc ha. Tức là cái nhạc nó nhanh á, nhưng mà mình mới ca lần đầu, nghe điệu nhạc thì cũng quen quen, nhưng mà ca lần đầu ra mình ca chưa có lên bờ xuống ruộng rồi, thấy không? Đã nói rồi, bài này lần đầu hát. Nhưng mà bài này vui hay ha. Mình sẽ tập bài này để hát cho nó diễn. Rồi, cảm ơn Ngôn Đam nha. Cảm ơn cả nhà mình Bảo Vũ nha. Tiếp theo mời Đức Tiết nha, ca sĩ Hà Nội nha. Hát bài này em cũng thích hát mấy cái bài mà thoại nhiều á, diễn vui vui á. Cảm ơn Ngôn Đam nha đã cho một cái bài rất là hay vui.